thơm nức mũi luôn, thơm mùi sen. Còn ăn thiệt. Cái gà hiệu quả thiệt bạn ơi, ốp đất nướng này quá tuyệt. Cái lá sen mình gói đó là đừng cho đất nó dơ con gà nha các bạn. Một miếng luôn rồi. Hello, chào tất cả các bạn ơi. Nay ở nay qua đầu bếp nữa các bạn ơi. Nó rủ qua đây nó bắt gà nữa, chẳng là gà nữa các bạn. À, đầu bếp nè, đầu bếp. Chào. À. Bữa nay mình anh muốn qua bắt gà luôn, bắt gà làm gỡ đi. Gà ở trong đây nè các bạn. À, dính rồi. Này nó rủ qua bằng gà nữa bạn ơi. Này gà vườn nha các bạn. Gà nó mặc xong rồi các bạn ơi. Massage. Gà làm gì đâu bếp? Massage. Gà massage. Hôm mưa ớt nha các bạn. Hôm mưa ớt làm gì đâu bếp? Hôm ớt nướng. Nướng gì? Nướng lá sen, gói lá sen nướng. Gói lá sen nướng hả? Thì từ từ làm đi rồi tí. Hồi gì các bạn đón xem mình nó làm gì nha các bạn. Gà nó mần xong rồi nó ốp rồi đó các bạn. Này nó khó lắm, đậu bếp nó khó lắm. Hỏi nó nói nè, nhìn thấy mặt nó ngầu không? Nó khó lắm các bạn ơi. Dọn dò vô luôn hả? Hỏi hỏi nó la nữa à. Có nhìn thấy gì rồi còn hỏi. Ở đầu nó gói đá sen á nha các bạn. Nó sen lại bạn ơi. Không có dây kẽm cột hả? Cột gì cột, nắng đất mà cột. À nắng đất hả? Ừ. À lấy lá bự á, lấy lá bự á, trồng lên trước đi hả? Ừ. Rồi nó gói là gì nha các bạn? Rồi nó lấy đất ra. Đất nè các bạn, rồi nó nắng nè các bạn. Nắng lên vô lá sen các bạn ơi, gà gói một đó rồi đó. Được không, dẻo không? Cứng, hơi mềm. Hơi mềm hả? Em cứng chút rồi. Cái cục này coi, cục này coi. Nó lắp sình lên nha các bạn. Nắng gì nè các bạn. Có biết con gà chẳng. Cái cục sình đó các bạn ơi. Nguyên cục sình luôn á. Gà nó nắng xong rồi các bạn. Không có sao nữa các bạn. Đó là giờ để lá chuối lên nó úp ra các bạn. Bỏ thêm. Nó gì nè các bạn, rồi mình chắc chà che đồ lên nữa là mình đốt nữa bạn. Công phu quá. Trở lại tuổi thơ trên nắng tu na nè. Hai thằng nó nắng tu na các bạn. Thấy không? Có hàng đẹp trai nắng tu na đó. Rồi đốt lửa nha các bạn. Rồi hồi ở đâu mình bỏ thêm nha các bạn này. Bỏ củi thêm. Nêm từ từ vậy đó. Rồi đốt lửa các bạn. Chẳng là vườn cũ luôn nha các bạn. Bến cũ vườn xưa nha các bạn. Đó, mình ra đây mình ngồi ăn đây luôn các bạn ơi. Lửa đồ cháy nha các bạn ơi. Còn lấy củi lại thêm các bạn ơi. Này gà nắng đất nướng các bạn, gói lá sen đó là bạn đừng cho đất nó dơ dính gà các bạn ơi. Nó thảy củi vô thêm mà
mới đủ lửa chín á. Nãy giờ hồi lâu rồi các bạn ơi, ăn lửa đâu chị khui thử rồi. Còn gà trắng không? Ừ, nó thành than luôn rồi. Nãy giờ hồi lâu cả tiếng đồng hồ đó các bạn. Lâu rồi để khui ra, 1, 2, 3 khui nha. Cạo than ra đầu bếp. Gì vậy? Rồi khui. Khui ra. Khui ra đầu bếp. Cái con gà chấm không hay là đắt không? Cái gì phì phèo cái ghê vậy ông anh? Cào than ra nữa đi. Gà nó dãy. Gà dãy hả? À? Giờ nó dãy chắc là chạy luôn á. Nguồn nóng quá nóng mà. Khui các bạn ơi, dít tắt ra nữa các bạn. Dít từ. Khiều đất ra, đất khô đất hết rồi. Nó bắt đầu nó khui ra nha các bạn. 1, 2, 3 khui thử cái con gì trong đây. Còn gà không? Còn nóng hả? Lửa lên ngun ngút mà không nóng. Dơ hả? Rồi gà nó đã vô mâm rồi. Rồi để lòng mình chơi đây nha các bạn. Đã các bạn ơi. Không, lồi cổ ra. Giật cái miếng này nãy. Khu cái đó đầu bếp. Chảy nước. Rồi. Vui. Trời ơi. Dằn múp luôn các bạn ơi. Trời chết lá sen à. Ừ. Lá sen nãy nó đắt nãy nó cháy. Ừ, cháy đó. Ừ. Quá đã rồi. Chỗ nãy nó nằm trên đó, nó cháy đó. Rồi xé nè các bạn. Ủa nó thơm các bạn ơi, thơm mùi sen. Nuốt nước miếng vô rồi. Chưa, rồi. Cái đầu nó thơm nước mũi luôn, thơm mùi sen. Còn ăn thiệt, cái gà hiệu quả thiệt bạn ơi. Ốp đất nướng này quá tuyệt. Cái lá sen mình gói đó là đừng cho đất nó dơ con gà nha các bạn. Một miếng luôn rồi. Trời, nó ngon. Quất cái đùi đây. Tao đâu uống đá đâu. Đi đâu à cái. Con thiệt. Mà tuyệt vời luôn á chứ. Mà bạn uống bia bạn ơi. Đó giờ cũng ngon thiệt. Đó giờ mới biết ngon thiệt hả? Thôi tôi ăn cái cù lẳng cho tôi chịu khó. Hỏi bạn ơi. Dạ tôi thấy ăn cái này rồi chứ mấy kia tôi không thấy không. Ngon còn gì nữa. Hết con gà luôn. Rồi lại vô bạn ơi. Nó thơm thiệt tài. Tới giờ mới công nhận là thơm.
À đã. Mấy cái này dồn vô bơ tử nha. Chín chân. Dồn chín chân. Cái này tại quá. Lúc này không có tỏi á. Ừ. Bỏ vô đây nè. Đã quên tỏi. Quên gì nhớ chứ. Hết bỏ. Hết tỏi rồi. Mày còn làm có tỏi. Có thằng rồi. Ăn chưa tay ăn lại đi. Dính mỏ dính mồm lum nha. Vô á. Vô. Ăn cặp ra đũa nữa. Trời ơi đang ăn vậy kìa vô. Ngon quá cho ăn chút nữa đi. Nước lại ngọt nữa. Ăn đi hồi lấy nước hấp. Như hồi lấy nước hấp hả? Vô họng còn chưa chắc ăn. Gỡ gỡ cái nó gáy nữa. Cái nữa đâu ăn nữa. Là ăn hết không hết thì đem kho. Nó làm con đó nữa gãy. Gãy rồi keo hả? Con đó thì đừng la sớm, bữa nào vợ tôi nó đi đâu á mình mặn vậy á, chờ cho nó miếng cho ngon. Mà nói vậy coi nó nước. À, nãy con gà kìa đó bạn. Chừng 6 đi bẻ mấy trái xài nữa bạn. Ừ. Bẻ mấy trái xài. Xài non đó bạn, ngon lắm bạn ơi. Xài mới xịt thuốc hay vậy? Xịt gì lâu rồi, cái mơ xịt đó. Mời bạn xài nha. Ngon không? Xài không hạt luôn. Ừ. Chua không hạt. Đúng, chua là đúng bài với anh Vũ rồi. Không hạt thiệt. Nó hay chờ lên miếng muối á. Xài chống quá rồi phải rồi. Cái này nó có chanh. Muối hết chanh nó mới ngon, này chua chua vô nó mới ngon. Chớ làm cánh đi. Rồi bỏ bọc xài kia giống cái kìa. Sao gì đó? Bự. Thôi để đi. Để đi. Không cái. Trời ơi mày đi đi tao đi. Đấy. Quay cho luôn ạ. Quất cái đi kìa, bay thôi tạm ngưng nha. Rồi quất cái ngon cái gì nhá. Quá ngon luôn. Rồi bay, hẹn gặp clip sau các bạn ơi. Chưa coi. Mày. Ăn hết này đi. Rồi chờ ăn hết luôn. Quá ngon này luôn rồi. Quán ăn được coi. Vậy ông giữ cũng lại sao các bạn ơi. Không đi bẻ mấy trái xài nãy các bạn. Quá ngon luôn. Múc nước kiểu này nha. Rồi. Okay. Sao ghé. Rồi. Thôi vậy mình cũng xin ngưng clip tại đây các bạn ơi. Thôi nếu bạn xem clip này thấy hay á. Vui thì cho mình một like và một chia sẻ các bạn. Rồi thôi bye các bạn ơi. Bọn này uống bia là nghe khừ luôn. Rồi.